Xin chào cả nhà, chúng ta lại trở lại trên Mainland TV. Hôm nay Mainland TV đang đi vườn trong một cái vườn dendro nha cả nhà. Thì mọi người thấy xa xa kia không? Đó là chắc hình ảnh đó cũng quen với mọi người rồi. Anh Hùng, chuyên gia về dinh dưỡng và sâu bệnh hại trên lan cũng như trên các loại cây trồng khác. Thì có dịp đi vườn chung với anh thì mình tranh thủ nhờ anh chia sẻ một số cái kiến thức về bệnh trên lan và cũng như là cách điều trị nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng đi để gặp anh Hùng ạ. Rồi, em chào anh Hùng. Dạ. Xin chào Mainland TV. Rất vui được gặp cả nhà. Trên một cái vườn Ben Soda như thế này. Mình xin nói lại để các bạn biết về cái ông Hùng này là ông nào. Ông ấy làm gì trên những cái cây lan mà ông cứ lang thang với Mainland TV như thế này. Xin giới thiệu lại, mình tên là Hùng. Ngành nghề được đào tạo là nông học. Và mình cũng là U40 rồi, nên mình cũng đi làm là gần 20 năm trong cái lĩnh vực là phân bón, bảo vệ thực vật trên nhiều đối tượng cây trồng. Và mình đã chuyển qua nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cũng như bảo vệ thực vật trên cây lan cũng khoảng là 5-6 năm nay, mặc dù thời gian chưa nhiều. Nhưng mà với cái kinh nghiệm thực tế của dinh dưỡng cây trồng cũng như là bảo vệ thực vật thì hy vọng là mình sẽ chia sẻ cho các bạn được một số thông tin bổ ích thông qua kênh Mainland TV để làm sao chúng ta có được một cái vườn nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các bạn sử dụng phân bón không bị lãng phí, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Các bạn sử dụng biện pháp bảo vệ thực vật ít gây độc hại nhưng lại có thể khống chế được bệnh hại. Có nghĩa là góp phần đem lại cho các bạn về một cái tinh thần để thưởng thức cái vẻ đẹp của hoa lan mang lại. Xin cảm ơn mọi người. Bây giờ xin mời mọi người đi theo tôi nha. Dạ. Đây, Mainland TV có thể xem cái chậu này. Chậu này thì mình sẽ xem từng cây. Và trên những cái cây này, bên này, thì các bạn thấy bộ lá của nó, cái thân nó sinh trưởng cũng đã bắt đầu không được bình thường. Nó đã bị vặn vẹo cái thân. Có nghĩa là bộ rễ nó sẽ có vấn đề. Trên này mình sẽ nhận định một số cái bệnh mà nó gây hại trên lá. Đây, như các bạn thấy vết bệnh này. Thì khi mà cái lá này nó bị vàng nha các bạn, thì cái phần này gọi là tầng rời. Cái này gọi là tầng rời. Thì khi một cái lá nó lìa khỏi cành thì nó lìa cái ngay tầng rời này. Đó, có nghĩa là vị trí này nó rất là dễ rời ra. Đó, là như thế này. Nó không rời nguyên cái bẹ nha các bạn lưu ý. Cái tầng rời này nó bị rớt ra rất nhanh khi mà cái mô lá này nó bị tổn thương, nó bị nấm bệnh ở trên lá như thế này. Mainland TV có thể rờ thử cái vết này đó, giống như cái nó gờ lên rất là cứng rồi, nó bị vi khuẩn. Nhưng mà vì sao mà những cái lá này không bị lây lan thưa các bạn? Thật ra cái vườn này là đã điều trị rồi. Và cái lá này nó không hết, nó rớt đi. Nhưng mà đối tượng nó không bị lây qua lại nha các bạn. Cái vườn này đã điều trị. Đó, đã điều trị cái vi khuẩn này. Và trên cái đối tượng vi khuẩn như thế này thì nó tương tự như cái hoạt chất mà tôi đã giới thiệu ở trên cây cọc đếm. Tương tự như hoạt chất đấy thì nó có thể khắc chế được cái này. Nhưng các bạn lưu ý thêm là như thế này. Mình phải lưu ý cái đối tượng truyền bệnh như nó là gì mà tôi đã chia sẻ, đó là bọ xít muỗi. Bọ xít muỗi thì các bạn lưu ý cần phải sử dụng thêm những cái nhóm thuốc bảo vệ thực vật có tính là xua đuổi cũng như là tiêu diệt cái đối tượng là chích hút. Về đối tượng mà dịch hại gây ra thì mình sẽ chia làm miệng nhai và chích hút. Cụ thể đây nó là chích hút truyền bệnh, cụ thể là đối tượng là bọ xít muỗi. Các bạn lưu ý hãy liên hệ với những cái đơn vị phân phối mà cụ thể ở đây là Mainland TV để các bạn có được một cái lộ trình để mình phòng trừ đồng bộ. Ví dụ như tôi nói các bạn điều trị cái này hết nhưng các bạn không chú ý tới cái tác nhân truyền bệnh, mà cụ thể là tôi nói đối tượng chích hút, thì nó vẫn tiếp tục, nó chích vào cái lá, nó vẫn tiếp tục lây lan. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Mặc dù các bạn không nhìn thấy con bọ xít muỗi nào nó bay ở đây nhưng các bạn đi sáng sớm chút nữa thì các bạn sẽ thấy đó. Nắng là trốn. Đúng rồi, các bạn lưu ý điều đó. Mainland TV có thể soi. Đây, tôi phân tích này, nó rời cái chỗ này.
cái này gọi là tầng rời của lá. Cơ chế phòng thủ đúng không anh? Đúng rồi, tầng rời của lá. Đây, các bạn thấy này, những cái lá này, chích này, đó, nó bị biến dạng, biến dạng hết cái lá. Và tôi chia sẻ luôn các bạn là về cái đối tượng là chích hút, các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm nào để cho nó hiệu quả. Thứ nhất là như tôi nói, sử dụng một cái sản phẩm có tính xua đuổi, mà cụ thể ở đây là hoạt chất Bacperin. Thì Melan TV làm sao để cung cấp cho nhà vườn hoặc là người chơi? Thứ nhất là cái hoạt chất Bacperin, nó có tính xua đuổi và tiêu diệt các bọ xỉ muỗi rất cao. Thứ hai là cái nhóm mà ngộ độc đối với dịch hại, đó là cái hoạt chất như là Abamectin hoặc là Emamectin. Cái đó mình có thể phối trộn hai cái đó. Cái thứ ba nữa, đối với những cái đối tượng mà dịch hại mà chích hút như là rầy rẹp, mình có thể sử dụng cái nhóm hoạt chất là Imida. Cái đó nó cũng rất là hiệu quả. Các bạn có thể phối chung hoạt chất Bacmarin với Imida để trừ rầy rẹp, hoặc là phối chung Bacmarin với Abamectin hoặc Emamectin để phòng trừ những cái đối tượng bay như là bọ xít muỗi. Yeah. Thì tôi chia sẻ với các bạn về cái hoạt chất, còn về cái liều lượng và tên thương mại, các bạn cứ liên hệ với bên Melan TV để các bạn có được những sản phẩm tốt nhất. Rồi, cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ một số cái cách để điều trị, nhận biết bệnh trên cái lan dendro cũng như là cách điều trị. Chúc anh nhiều sức khỏe để cung cấp thêm nhiều kiến thức hơn nữa cho anh em Melan. Dạ. Xin cảm ơn Melan TV. Dạ. Và cũng rất là hy vọng mọi người có thể là đồng hành với Melan TV hoặc là bất kể một cái kênh truyền thông nào mà các bạn cảm thấy yêu thích. Nhưng mà cái điều quan trọng là các bạn phải tạo ra được một cái sản phẩm đẹp, an toàn cho nhà vườn và cho người chơi. Dạ, ok, em cảm ơn anh. Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở trong những cái clip tiếp theo. Dạ, em chào tạm biệt. Dạ, tạm biệt mọi người.